Điểm cho VA 2 cây 1 2
số năm được 11 8
điểm với Tam Bự. 2-0. Điểm cái tay Tam Bự. 3-0. Dạ đúng không? Điểm cái Tam Bự. 4-0. Điểm cái Tam Bự. 5. Phát bóng không vào lưới, đội bóng cho VA2T 1-5. Điểm cho VA2T 2-5. Đập bóng ngoài. Điểm cho VA2T 3-5. Đập bóng không có lưới, đuổi và điểm cho VA2T 4-7. Bỏ bóng tốt, đuổi và điểm 8-4 cho Tim Bự. Lợi kỹ thuật, điểm cho VA2T 5-8. Đập bóng tốt, điểm cho Tim Bự 9-5. Điểm 6-9. Đập bóng ra ngoài, đuổi và điểm 6-9. Cú một tốt, bóng vẫn còn trong cuộc. Rơi về cuối sân, điểm cho VA2T 8-9.
Chỉ còn một điểm nữa thôi là chúng ta sẽ công bằng được tỷ số. VAT cố lên. Một pha bỏ bóng rất thông minh của chị hai của đội VA2T và tỷ số bây giờ là 9-9. Rất tuyệt vời. Lỗi thứ một của team bự đội điểm tiếp tục dành cho đội VA2T 10-9. Điểm số cuối cùng của lớp thứ hai. Ông vẫn còn trong cuộc. Đổi ba điểm cho team bự 10-11. Lỗi bước một của VA2T điểm dành cho team bự 11-10. Phát bóng ra ngoài đổi và điểm 12-11. Điểm dành cho team bự 12-10. Điểm dành cho team bự 13-12. Hai đội của chúng ta đang giằng co nhau từng điểm một. Lỗi phát bóng của team bự đổi và điểm cho VA2T 13-13. Bỏ bóng tốt. Chúng ta quyết định bỏ bóng tốt điểm dành cho team bự 14-13. Set point. Team bự thắng với tỷ số 2-0. Và ngay sau đây sẽ là trận đấu giữa đội TDC và đội Hoa. Các bạn cứ lần tập trung ra phía ngoài để cho bên kỹ thuật chúng ta sửa đổi xong một chút xíu ha. Lâm Sơn.
Thôi cũng đéo cho tiền thêm cho con. Đó mày đam mê. Đó mày đam mê. Thank you.